làng quê Việt tái hiện sống động qua mô hình tiểu cảnh của chàng trai 9X. Theo Dân Việt, theo đuổi đam mê làm tiểu cảnh từ khi 7 tuổi, Trương Văn Bộ sinh năm 1998 tại Thường Tín, Hà Nội ngày càng được nhiều người biết đến với biệt tài thu nhỏ các công trình mang đậm nét đặc trưng của làng quê Bắc Bộ. Trong ký ức của nhiều người, làng quê Việt Nam gắn với cây đa, bến nước dân đình, nên khi cuộc sống ngày càng hiện đại, khung cảnh làng quê cũng thay đổi. Vì vậy, Trương Văn Bộ đã tái hiện lại những làng quê Việt Nam. Theo Bộ, quá trình chế tác tiểu cảnh mini đòi hỏi người làm phải tập trung cao độ và tỉ mỉ gấp nhiều lần. Ngay từ khi bắt tay vào làm, tôi luôn muốn tái hiện những công trình làng quê Việt Nam một cách sống động nhất, thế nên tôi luôn cẩn thận tính toán, cân đối tỷ lệ phù hợp và cố gắng tái hiện những chi tiết thật nhất, đúng với bản mẫu và giữ được trọn vẹn hồn cốt của tác phẩm, anh cho biết thêm. Làm tiểu cảnh giúp em rèn luyện kỹ năng nhẫn nại và kiên trì, những lúc căng thẳng, mệt mỏi công việc chế tác tiểu cảnh như một cách giúp em thư giãn và cân bằng cuộc sống. Các sản phẩm khi hoàn thành, Bộ thường đem tặng và rất ít khi bán, anh chỉ nhận những món quà người ta tặng lại như một lời cảm ơn. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.